Sách Thi Thiên chương 10. Cầu xin Chúa giải cứu khỏi kẻ ác. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài đứng xa? Trong lúc gian truân sao Ngài lại ẩn mặt? Kẻ ác kêu căng săn đuổi người khốn cùng, nguyện chúng sa vào mưu trước mình đã bày ra. Vì kẻ ác khoe khoang dục vọng của chúng, bọn gian tham nguyên rủa và từ chối Đức Giê-hô-va. Kẻ ác kêu căng không tìm kiếm Chúa, hắn luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời. Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng, sự phán xét của Chúa cao quá, hắn không hiểu nổi. Hắn chế giễu tất cả kẻ thù mình. Hắn tự nhủ, ta sẽ không bị rúng động, ta sẽ không bao giờ gặp tai họa. Miệng hắn đầy lời nguyền rủa, giả dối và đe dọa. Lưỡi hắn nói lời độc ác và điêu ngoa. Hắn ngồi rình rập nơi các thôn làng, núp trong bóng tối tìm giết người vô tội. Mắt hắn đảo quanh tìm kẻ khốn cùng. Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang, rình rập để bắt người cùng khốn. Hắn kéo người nghèo khổ vào lưới để bắt họ. Hắn cúi xuống rồi chồm lên, kẻ khốn cùng ngã quỵ trước sức mạnh của hắn. Lòng hắn thầm nghĩ, Đức Chúa Trời đã quên rồi, Ngài đã ẩn mặt và sẽ không bao giờ thấy việc này đâu. Đức Giê-hô-va ơi, xin trỗi dậy. Đức Chúa Trời ơi, xin giơ tay Ngài lên và đừng quên kẻ khốn cùng. Vì sao kẻ ác khinh thường Đức Chúa Trời và nghĩ thầm, Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi? Nhưng Chúa đã thấy rồi, Chúa đoán đến nỗi khốn khổ và đau đớn. Ngài xem xét để ra tay hành động. Người khốn khó phó mình cho Chúa, Ngài là đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. Xin bẻ gãy cánh tay kẻ dữ và bọn gian ác, truy tìm độc ác của chúng cho đến cùng. Đức Giê-hô-va sẽ làm vua đến đời đời vô cùng, các nước sẽ bị tiêu diệt khỏi đất của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã lắng nghe ước vọng của kẻ nhu mì. Ngài khiến họ được vững lòng và lắng tai nghe họ, để thi hành công lý cho kẻ mồ côi và người bị áp bức, làm cho loài người vốn từ bụi đất không còn sợ hãi nữa. Sách Ma-thi-ơ chương 10. Chúa chọn 12 sứ đồ. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật, yếu đau. Đây là tên 12 sứ đồ. Trước nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Andrê, em người, Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, và Giăng, em người, Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ, người thu thuế, Gia-cơ, con của A-phê, và Tha-đê, Simon, người thuộc nhóm Cana-nê-an, và Giu-đa Iscariot, kẻ phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu sai 12 sứ đồ này đi và dặn rằng, đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong mũi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ. Bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con, thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủ bụi dính nơi chân các con. Thật ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Này, ta sai các con đi như chiên giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho hội đồng công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con,
chớ lo phải nói như thế nào hoặc nói những gì. Trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con, vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con. Anh sẽ nộp em để bị giết, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ nổi lên nghịch lại cha mẹ và khiến họ phải chết. Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh ta, nhưng ai bền chí cho đến cùng thì sẽ được cứu rỗi. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, hãy trốn sang thành kia. Vì thật, ta bảo các con chưa đi hết các thành của Israel thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, đệ tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đệ tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Beelzebub, huống chi là người nhà. Vậy các con đừng sợ họ, vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày, không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Vì vậy đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Thế thì hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai tiếp các con là tiếp ta, ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp một người công chính vì là người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Sách Sử Ký Nhì, chương 22. Triều đại của Achazia. Cư dân thành Jerusalem tôn con trai út của Joram là Achazia lên ngôi kế vị vua cha, vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả Rập tiến vào trại quân Juda giết sạch. Như vậy, con trai Joram là Achazia lên ngôi vua Juda. Khi lên ngôi, Achazia được 22 tuổi và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, cháu gái của Omri. Vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Vua làm điều ác trước mắt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm, vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong. Nghe theo kế hoạch của chúng, Achazia cùng với Joram, con trai Ahab, vua Israel, kéo quân đến Ramoth Galaad để tấn công Hazael, vua Aram. Quân Aram làm cho Joram bị thương. Vua trở về Gít-ri-ên để chữa trị các vết thương khi giao chiến tại Rama với Hazael, vua Aram. Lúc ấy, Achazia, con của Joram, vua Juda, đi xuống Gít-ri-ên thăm Joram, con của Ahab. Việc Achazia đến thăm Joram là bởi ý Đức Chúa Trời, nhằm đưa Achazia đến chỗ diệt vong. Thật vậy, khi đến nơi, vua cùng Joram kéo ra đánh Jehu, con của Nimshi, là người mà Đức Giê-hô-va đã sức dầu để tiêu diệt nhà Ahab. Trong khi thi hành sự phán xét nhà Ahab,
Jehu gặp các quan trưởng Juda và các con trai của anh em Achazia đang phục vụ vua thì liền giết chúng. Ông cũng cho truy tìm Achazia đang lẫn trốn tại Samari. Người ta bắt Achazia dẫn đến cho Jehu. Ông ra lệnh giết vua Achazia. Họ chôn cất vua tử tế và nói rằng dù sao ông ta cũng là con cháu của Josaphat, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Vậy nhà Achazia chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc. Athali chiếm ngôi vua. Khi Athali, mẹ của Achazia, thấy con trai mình đã chết thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Juda. Nhưng Josaphat, con gái của vua Joram, ẩm Joach, con trai của Achazia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Joach trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Josaphat, con gái của vua Joram, vợ thầy tế lễ Jehoiada, đã giấu Joach khuất mắt Athali, nên bà không giết Joach được. Josaphat là chị của Achazia. Joach ẩn náu với họ 6 năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, suốt thời gian Athali cai trị xứ sở